Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Nếu video được 1k like thì chiều nay ta sẽ có tập kế tiếp của tựa game Dragon City nha anh em. Rồi chúng ta sẽ vẫn là cái sự kiện này thôi. Thì chúng ta sẽ lấy nó trước 9 giờ anh em. Thế nên mình sẽ vào mình lấy đã. Lấy coi, lấy một số thứ đã xong mình ra ngoài kia sau. Quên mất không xem quảng cáo Heroic rồi, để lấy off Heroic rồi. Cái đấy là cái quan trọng anh em. Chúng ta thì sắp lấy được con Dark Metal rồi anh em. Mình lấy thêm một lần coin nữa là sẽ đủ điểm để lấy Dark Metal nhá. Xong đó thì mình sẽ... Bên này thì cũng sắp xong rồi, xong một con rồi. Con này ta sẽ dùng để con Big Rocks Dux và Metro. Ok chết rồi, không có chỗ trống rồi, nhỏ rồi, nâng cấp con này lên lâu lắm. Ở đây có Dux đây anh em, bán. Con này sẽ cần, con Big Rock này sẽ cần cho cái sự kiện live giống của chúng ta ngay bây giờ. Ở đây mình sẽ ném ở đây nha. Đấy, đây là cho những con rồng mới của chúng ta. Con này từ ngày xưa rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có, mình lấy được luôn coi anh em ạ. Mình sẽ cho lên cấp để nó có thể là sinh sản nha anh em. Hình như là sẽ cấp khoảng 15 trở lên thì nó mới sinh sản được. Mình muốn kết hợp tạo thành một con mới anh em. Rồi, đây, Sunny từ Big Rock Star. Đấy, Big Rock Star đây anh em. Khá là đẹp chứ đúng không? Đánh nhạc đúng không? Rồi, dòng âm nhạc anh em ạ. Uầy, bay lên trời. Nhìn chất phết nhờ. 12, 13, 10, 14 và level 15. Chắc là sẽ stop lại nha. Yeah, ok. Bây giờ đi live giống thôi. Còn có mấy phút nữa thôi, còn có mấy tiếng rồi ấy. Đây, thì music. Trời ơi, music đào ra. Music không có đâu mà đào ra để có thể live con này. Ok. Live bằng mắt à. Thôi con này không live rồi anh em. Matcha từ Black Matter và con Weaven. Weaven thì mình cũng bán rồi thì phải. Nói chung là sự kiện lần này thì mình nick like rồi anh em. Thôi kệ đi. Rồi chúng ta sẽ đi lấy cái con Black Metal nha anh em ơi. Mình sẽ lấy bên này nha. Black Metal Dragon 270 mấy đây. Cái này đánh mấy trận anh em? Block thì mất khoảng 300 thôi. 300 coin thôi. Thật ra thì cũng không cần phải mất coin như vậy. Chúng ta sẽ đi kiểu này. Và mình cần Black Metal anh em ạ. Tôi đang cần nhanh. Cần ngay và luôn. Thì lại mất game à? Thế mình nghĩ phải mất game. Uầy, 2 game cho một lần đi cơ. Đáng phết nhờ. Claim block thì mất khoảng 200 coin thôi. Không mất này, ok, lấy cái này đi. Lấy luôn anh em ạ. Ôi, hết coin luôn á. Hết sạch coin luôn này. Hư cấu vãi. Mình sẽ có một con mới và mình sẽ cần up nó ra. Dĩ nhiên. Store này. Và trong cái trứng á. Các loại trứng của chúng ta đúng không? Old Dragon đây, mình sẽ lấy cái con mới ra đây, con mới đây anh em. Hôm nay ta tận 2 con mới luôn nhá. Uầy, mất 9 game mà thôi dùng luôn thôi, tại vì cho sẽ cần cho cái sự kiện Pure Flame và Electric. Ok, Pure Flame và Electric à, ta sẽ lấy ở đâu đây? Đây, có một số chỗ nhưng mà nếu con này không bán đi được anh em ạ, không thể bán được nhá. Chúng ta đang thiếu cái đất đai phết anh em ơi. Cái đất đai của mình cũng đang full rồi. Đây sẽ con rồng mới của chúng ta, một trong những con rồng mới của chúng ta luôn. Wow, khá đẹp nhỉ. Yeah. Chúng ta sẽ cho lên cấp thôi và đi đánh nhau. Rồi. Kênh đấy, nhìn trông vẻ chất lượng phết nha anh em. Cho rồng mới anh em. Cho con Big Rock Star và con này. Ấy chà, anh em thấy không? Thấy kinh không? Con này ta sẽ cần đi để đi đánh nhau. Và đi cho đi đánh nhau. Con này nhất thiết phải có mặt. Cho level 10 được không ta? Level 10 chắc là ok đấy. Đây là dạng của nó đây. Rồi ôi, Black Rock Star. Chúng ta sẽ có cái này. Còn 4 ngày nữa cơ là mình kết thúc cơ. Cho đi easy trước nha anh em ơi. Cái dễ trước đã xong rồi tính đến mình cái khó sau nha. Easy trước á. Easy. Ý chà, cái medium thì đang cần chìa khóa bạc nha anh em. Tôi cần chỉ có bạc tôi mới đi qua cái đấy được. Rồi, nói chung ta có này ta có thể đi được trong cái map này rồi anh em. Chiến thôi, nhờ. Đánh thì đánh thôi anh em.
team này thì cũng sẽ dễ hàng hạ cực kỳ nhanh. Đó, vào đây mới cưng hủy diệt luôn, để hủy diệt cái team ở trên luôn anh em. Wow, gần chết rồi, nó khỏe quá nhỉ. Băng giá này, nó sẽ còn khoảng 3 con nữa bên kia. Ôi, đánh nó gần như xịt đấy. Đánh con nào? À, nó đánh cái con President kia thì làm sao mà ăn được mình. Bó tay chấm com đi, đánh con President thì bó tay rồi. Chết. Hàng đánh President này, mình tưởng đánh con Black Rose. Nhưng không phải. Chết mày đi này, xong. Team này cũng rất là nhanh, toàn level 16 thôi. Ok, cửa này bây giờ là chỉ cần chìa khóa đỏ thôi anh em ơi nhá. Cái này chỉ cần chìa khóa đỏ để mở thôi. Có vẻ khá là dễ nhỉ. Có vẻ khá là dễ chúng ta. Ok, mở ra rồi đấy. Yes. Ô, có chìa khóa bạc này anh em, hay quá. Chìa khóa bạc để mở cửa này. Có chìa khóa bạc rồi. Để mở cửa medium anh em. Dùng đọc sách à. Mình không cần quan tâm luôn. Đánh hết luôn bọn này. Tin về thì rất là dễ rồi. Bây giờ có Black Metal rồi, mình sẽ đi lấy con dễ và con medium trước anh em ạ. Nếu mà có chìa khóa vàng thì ta sẽ đi lấy bên kia sau. Nhờ, cứ bình tĩnh, kiểu gì cũng sẽ lấy được thôi. Rồi chúng ta sẽ lấy food này anh em. Nó sẽ có food trong này, nó sẽ là tầm khoảng 20.000 food. Có chìa khóa vàng không? Có chìa khóa vàng anh em ạ, bên này rất nhiều chìa khóa vàng thôi. Không chìa khóa vàng nha. Nhưng không biết trong này nó cần chìa khóa bạc hay không. Mình đang suy nghĩ xem như thế nào. Rồi, tấn công. Đây thì tấn công ai? Tấn công ai ở cưng? Vào đây. Thịt nó luôn. Hệ lá này. Con tiếp theo vào đây. Rồng à? Rồng bay à? Đây thì rồng bay. Con hệ rồi cái gì đây? Tấn công. Một hệ nước. Tiếp theo là con kẹo bông gòn. Xong. Rất nhanh. Chúng ta sắp đến được chìa khóa bạc rồi anh em. Khá là hay. Nói chung là đi cái được gọi là cái hầm ngục này, mình thấy đánh vui vui tí nhờ. Nó không mất quá nhiều thời gian là chúng ta. Và nó cũng không cần yêu cầu con Black kia. Thật ra cho Black vào thì cũng chẳng sao, thì team mình nó cũng rất là khỏe. Đánh có lẽ mình sẽ lấy được con Easy và lấy được cái con Medium. Đấy, coi như là ngon. Coi như sự kiện này cũng khá là ổn ở chúng ta. Nhưng mà cần phải lấy thêm chìa khóa đấy anh em. Theo mình nghĩ là lấy thêm chìa khóa. Và không biết là cái Medium nó cần chìa khóa vàng hay không. Cần chìa khóa thì bó tay. Nếu cần chìa khóa vàng thì chịu. Nhưng mà chắc không cần đâu. Theo mình nghĩ sẽ cần chìa khóa bạc gì đấy. Và cái cửa này, cửa Easy thì cần chìa khóa đỏ thôi. Còn cái cửa kia mới cần nhiều chìa khóa vàng. Phải bắt phải mua nhá. Mình cũng không quá là quan trọng off cho lắm. Rồi, chìa khóa bạc ta sẽ có được 2 cái. 2 hay 1 cái gì đấy. Thế thì mình nghĩ vậy. 10 cái, ôi. Wow. Bây giờ cần khoảng 20 chìa khóa đỏ. Ok, bây giờ đi kiếm chìa khóa đỏ cho bọn này thôi. Kiếm chìa khóa đỏ anh em. Đây, chìa khóa đỏ. Chiến thôi. Tập trung mượt mờ một chút là có thể là kiếm chìa khóa đỏ thôi anh em. Cái sự kiện này thực ra cũng không phải nạp anh em. Không cần phải nạp đâu. Anh em là muốn nhanh thì nạp thôi chứ. Mình sẽ không phải nạp, đỡ tốn tiền. Hệ lá này. Hệ lá thì 16.000 thì hơi khó chơi. Một hit nữa sẽ bay nha anh em. Một hit nữa sẽ bay màu 12.000. Con này sẽ là 17.000. Sẽ swap thôi. Có bóng tối và có hệ sấm sét bên này. Severin. Rồi, key quest cũng đã xong nha. Chúng ta lấy luôn anh em. Cây pop pasty không đủ. Đây là không đủ luôn. Vẫn là cây pop pasty. Vẫn là những cái nhiệm vụ ở bên này. Chiến luôn. Tiện thể cứ vào đánh thôi. Gì đây? Ui chà. Khỏe đấy. Swap anh em ơi. Tấn công nào. Manito này. Để mình xem trong sự kiện mình nên lấy thêm con gì nữa. Chúng ta sẽ đợi xem nên lấy thêm con gì nữa bây giờ. Có khá nhiều con để cần lấy, có một số con mới đấy. Nhưng mà con mới epic thì không quá quan trọng. Nhưng mà lấy được legend thì ngon. Chẳng biết lấy được legend hay không. Lấy được thêm anh em ạ. K-pop, cái này chỉ cần yêu cầu đủ level thôi. Chỉ cần yêu cầu đủ level thôi và sẽ tốn thức ăn thôi. Chỉ có tốn thức ăn thôi và nó sẽ cho mình mảnh con này. Thôi cho lên đi. Thức ăn thì nó cũng không quá tốn lắm. 22 thì mình hoàn toàn để cho lên được. Và chúng ta sẽ vào trong Music Battle nha anh em. Đây, chiến thôi. Có chơi nhầm. Đây đâu phải, đây là cái arena mà. Cái đâu phải là cái kia đâu.
Nhầm rồi, nhầm nhọt rồi, nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, nguy hiểm. Cái này là cái arena. Sorry anh em nhé, cái này là arena Buster chứ không phải cái kia. Không phải là cái kia nha. Một hit nữa xe bay màu. 60% này, mày chạy đâu? Mày chạy đâu cưng? Xong, victory. Chúng ta sẽ có thêm đó chính là 20 collect. Timeless thôi, đánh tạm. À, vẫn có hòm nha anh em. Hiện tại sau vẫn có hòm nha. Bên này cũng sẽ đã mở rồi, nhưng mà thôi, mình đang có cái quest đang đánh dở. Đây, quest K-pop, K-pop party. Nói chung là đánh cái này đánh được lúc nào thì đánh thôi. Nếu mà rảnh rảnh lúc nào thì vào chơi tí tí thôi. Ây da, cũng K-pop này anh em, cũng K-pop này. Sơn Tùng NTP. Nào, chúng ta sẽ swap sang cái khác. Bóng ánh sáng, K-pop level tận 22 cơ, kinh nhỉ. 8500. K-pop. K-pop là của nhạc Hàn Quốc anh em. Thần tượng âm nhạc, thần tượng âm nhạc. Nó có một con cửu vĩ khá là đẹp và nó được có cả thời trang cơ. K-pop party quest cũng đã xong nha. Cái đấy không phải hồi nhỉ. Đánh có vẻ khá là nhanh, chỉ cần đủ level thôi là đủ đánh rồi anh em. Nhầm. K-pop thì sao ăn được bọn này. Nó thịt ngay chứ làm sao mà đánh được. Đập cho toe mỏ. Để cho không chơi phát nào luôn. Sanderson với hệ nước. Hệ nước này cũng bay màu luôn, hệ lá này. Sẽ là hệ lửa nha anh em. Một chiêu nữa sẽ bay. Một chiêu nữa sẽ là bay màu. Đấy, xong. Rất nhanh. Barcelona Tour. Xong rồi. Bây giờ là phần medium, nó sẽ mở được cửa nha. Unlock này. Đấy, thấy chưa. Nó sẽ kiếm được những cái này nữa, cái điểm này nữa. Team này thì nó cũng không quá khó và chúng ta có thể đánh được, rất là dễ rồi. To đấy. Siêu to, siêu khổng lồ à. Con gì đây, quả trứng à. Quả trứng ma quái à. Nhìn đẹp ghê nhỉ. Xeo này, chết đi cưng. Một bé nữa rồi là nó sẽ bay màu nha. Chạy đâu con sâu. Còn một trận, hai trận và ba trận nữa là cho sẽ xong nha anh em. Chúng ta có thêm food từ bên này sang. Thêm food là sẽ có khoảng 120.000 food. R1M đủ cái thứ luôn. Ok, chiến nào. Cho đánh đến cái cửa kia nha, xong rồi mình sẽ chuyển sang cái phần map mới anh em. Đấy. Còn 1, 2, 3, 4 con nữa thôi là sẽ xong nha. Con này cũng là kiểu dân chơi nghe nhạc này anh em. Cái con này giống như kiểu là đèn gì nhỉ, ngọn hải đăng ấy. Ngọn hải đăng. Oai chà, đấm bốc ạ. Dòng đấm bốc anh em ạ. Kinh kinh. Làm gì đây. Xoay. Bé nào nữa. Tôi đấm cho một cái. Tím mồm. Xong nha. Chúng ta đến những cái điểm cuối cùng này. Không biết là cái này sẽ chắc chắn sẽ cần yêu cầu rất là nhiều chìa khóa bạc. Theo mình nghĩ tầm khoảng 10 chìa khóa bạc gì đấy anh em. Rồi, 1M. Oh, chết rồi, Black Metal của tôi. Phải đợi còn 9 tiếng rồi anh em. Phải đợi rồi nhá. Không làm cái nào khác được. Ok, thì chúng ta sẽ kêu mày nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City nha. Xin chào, hẹn gặp lại nha. Bye bye.